3 năm là khoảng thời gian mà chúng tôi đã bỏ ra cùng với công sức trong suốt quá trình hình thành cây dừa. Tự tay chăm sóc, tự tay thu hoạch, tự tay kiểm tra chất lượng. Để mang đến những sản phẩm có chất lượng hoàn hảo nhất. Không chỉ là ẩm thực, mà còn là nghệ thuật khi được chính đôi bàn tay của các nghệ nhân chế tác tạo nên những sản phẩm có độ thẩm mỹ cao. Với mong muốn mang đặc sản là dừa sáp huyện Cầu Kè đến với mọi nhà. Và chúng tôi luôn cố gắng mang lại bản sắc văn hóa, tinh thần dân tộc vào trong từng sản phẩm của mình. Vinh Gia, dừa sáp đặc sản Trà Vinh, lan tinh hoa, tỏa văn hóa.